gì là cô Dũng lấy à, dạ. không có rồi vô hái nấm rau vậy cô vô luộc ha, gì rồi cô chăn nước, có khi cô nấu miếng canh rồi cái xong, có khi không có cô nước trà đó, dạ. cô chế vô cái cô chăn miếng nước tương rồi cô ăn cũng xong bữa. Dạ. Chăn miếng nước tương với lại cơm hả? Nước tương với nước trà mình đó, với cơm rồi xong. Biết để nành cô nhận cái số này mà cô cũng không tròn nữa, sao là cô phải thấy nó không được thành người luôn, không biết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại Am Kosciuszko Như Thiện để xem về cái tình hình xây dựng của ở Am Kosciuszko như thế nào. Thì thời điểm này là cũng gần 5 giờ. Chính xác ở đây là 4 giờ 40 và thấy anh em ở đây vẫn còn làm rất là hết mình luôn. Dạ. Hồi nay con vô đây con thấy cô dích đất cát hả? Cô làm nổi không? Làm hay khổ tiết được, làm ít ít gì đó, vừa làm sức của mình thôi. Dạ. Làm nhiều mà nặng đó thì cô làm không nổi. Cũng như mình làm phụ tay tiết cho nó rồi. Rồi trong chút cho nó rồi nên cô cũng mừng. Bây giờ không ngày có ngủ được không cô? Không dài cô thấy cũng khỏe, cũng ngủ được rồi đó. Ngủ được ha. Thấy nhìn cô làm sao, cái này thấy cái tinh thần của cô nó thoải mái quá. Thấy nó dạ thấy trên trên mặt lúc nào cũng có nụ cười trơn à. Thấy, thấy vui rồi, cô thấy khỏe mừng mừng rồi. Dạ. Có nhiều người hỏi con là sau này ví dụ như xây có cái Am của mình rồi nè cô. Thì cô sau này cô làm gì cô sống? Cô làm gì cô để cô tu quá. Cô bây giờ thì giờ cô có chuyện vợ đi cúng kiến vậy thì cũng như Phật tử. Vì cúng cho cô cái gì thì cô cúng lại rồi cô cũng như lấy cái số đó để cuộc sống hàng ngày để lo cúng kiến vậy thôi chứ giờ cô không có làm gì được, đâu có làm mặn gì nữa. Mình đã người tu rồi mình đâu làm gì nữa đâu, đâu có buôn bán mà không gì đó, chỉ là mình chỉ cần tu thôi. Dạ. Tu rồi ai giúp đỡ mình gì thì mình ăn lấy, có gì ăn lấy. Có gì ăn lấy. Rồi có nghĩa là ở nhà em Út cho con cháu cho gì mình ăn đó. Có gì ăn đấy. Dạ. Cô đó vợ bị không có cô không than mà có cô không than. Có gì là cô Dũng lấy à. Dạ. Không có rồi vô hái nấm rau vậy cô vô luộc ha, gì rồi cô chăn nước. Có khi cô nấu miếng canh rồi cái xong. Có khi không có cô nước trà đó. Dạ. Cô chế vô cái cô chăn miếng nước tương rồi cô ăn cũng xong bữa. Chăn miếng nước tương với lại cơm hả? Nước tương với nước trà mình đó. Với cơm rồi xong. Là sao? Cô nói là, sao không? Là cô cũng duyên tô cơm vậy ha, bữa dạ. ăn cơm á. Dạ. Vì hồi tỷ không có đồ ăn á. Ờ. Như vừa gạo đó, như hồi đó giờ cũng như là cô khổ không có gì ăn đó. Dạ. Cái cô vô đi đồng về vô cái cô nấu miếng cơm, cái cô chê bới vô trong tô chén cơm. Rồi xong cái cô chan miếng nước trà, chế vô miếng nước tương rồi cô ăn xong bữa. Trộn nước trà ăn với cơm với nước tương. Vậy là xong bữa. Ồ. Không có gì nữa. Chứ mình đâu có tiền đâu mua. Rồi ăn vậy sao đủ sức khỏe cô? Bởi vì con mới hơi kém sức khỏe đó. Kém sức khỏe. Rồi cái phần gạo lúc trước là mình tu ở cái Am cũ là cái phần gạo sao cô? Gạo ở đâu cô có? Gạo thì cô cũng như có mấy con ruộng của mẹ đó. Dạ. Rồi đứa cháu này nè nó làm phụ tiếp rồi cô cũng giao phụ này kia rồi lấy cái đó rồi cô thiếu bao nhiêu đó thì cũng như thiếu nợ người ta nhiêu hay là mình phân phước gì đó thì cô thanh toán hết xong rồi có mua gạo này kia sống rồi sống này thì thiếu hụt bao nhiêu thì cô cũng lo trong đó thôi cũng chờ gọn vô đó à. Dạ. Chứ giờ mình đâu có đâu là mà có dư ra nữa. À có nghĩa là cái phần đất mà mấy công đất lúc ba mẹ cô bốn công cái gì đó cô rồi làm em cháu nó làm nó làm xong rồi trả hết rồi còn bao nhiêu gạo mình lấy mình xây ăn rồi hàng ngày thì cái việc mà ăn uống của cô thì không có đồ ăn không có tiền thì cô cũng ăn vậy đó ăn hai rau hai rau cô có năm rau giao cha chỉ ngày ruộng á cái năm giờ chỉ con ngồi cô bơm nước á bơm nước cái cô bắt đầu ấy hái với ngồi bên vừa vừa một cộng gì niệm một tiếng một cộng niệm một tiếng Phật gì đó rồi cái chừng nào cô làm gọi bơm nước xong rồi vô cái món rau đó cô vô cô nấu miếng canh với cô ăn rồi xong xong bữa chứ mình đâu có mua tàu hũ gì ăn hả cô không có mấy đứa cháu thì mình đứa nó nó mua gì ăn cho ăn mấy đứa em này kia lại lâu lâu gì mua miếng đồng hũ hai miếng đồng hũ để cho cô chứ cô cũng lúc đó cô đâu có đồng nào đâu cô lo đâu có đồng đâu có tiền cũng có đồng bạc nào đâu mua đó vậy
Là có nghĩa là cô có gì ăn đó, chứ cô đâu có buôn bán đâu có làm gì được đâu. Cô đâu có bán buôn bán gì đâu. Chỉ tấu rồi xong rồi vô rồi tụng kinh, rồi khuya rồi tụng kinh. Có khi mệt quá chắc chưa không có tụng nổi, như thế này nó nóng quá đó. Dạ. Nóng quá rồi cô đâu cúng chắc chưa nổi đâu. Vậy đó. Sau này thời gian nè, thời gian sau này thì nó đỡ hơn đợt trước rồi. Nó đỡ rồi đó, là xong này là cô cúng thường đó. Dạ. Cúng là cũng nhìn cúng để lãnh cái số này đó, là cô nặng lắm chứ không phải nhẹ. Là cô phải cúng, phải cần niệm Phật cầu nguyện cho mấy gia bá tánh và dặn dân và đất nước của mình để cho nó bình yên cho dân chúng. Có nghĩa là cô nói là mình đang nhận cái sự ủng hộ này là đang mắc nợ. Cái đó là phải cúng rồi đó. Chứ không cúng sao cô làm, cũng như là cô biết đã đành cô nhận cái số này mà cô cúng không tròn nữa, sao là cô phải không được thành người luôn. Cô biết vậy đó, cái nghiệp của mình á, mình trả không có tròn á. Dạ. Mình làm không tròn, mình lãnh cái đó mình ăn là mình cái cũng như cái nợ. Ừ. Rồi cô nói con hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ là nghiệp trong người bây giờ thì cô đang mang nợ. Mà cô trả không hết cái nợ ở cái thì phần sao này thì sao thành cho mình gửi trả lại cho người ta. Đó. Dạ. Không? Nói gì nhớ nhận tiền của Mạnh Thường Quân cũng lo hay cô ha? Cô lo lắm, nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu cô ơi. Cô dạ. Biết vậy đó. Bởi vậy xong rồi là bắt đầu là cô cúng, cô sẽ lại sám hối và cầu nguyện tụng giáng sanh cho những người ta chết nữa. Dạ. Người sống người chết nữa. Bởi vì cô cứ nói với con là ghi tên những Mạnh Thường Quân ra để cô cầu an. Cầu an. Dạ. Hôm nay con thấy tinh thần của cô thoải mái nè. Vậy hả? Dạ. Đặc biệt là hôm nay thấy sức khỏe của cô có đổ mồ hôi, đồ lao động rồi đó. Thấy vui. Nè, cô lại, mà bản thân của con cũng cảm thấy rất là vui khi mà được tiếp tay với Mạnh Thường Quân để làm một cái cầu nối để mà xây được cái em cho cô. Cái này là cô cũng nói đàn nhạy cũng có nhân viên kiếp trước với cô với con Mùi Hồ mà gì không bội với cô vui. Dạ. Là cái nhân viên kiếp trước có. Dạ. Bây giờ cô cháu gặp lại để lo cái ngôi này, để lo cúng kiến này, cho bà già bà tánh. Dạ. Vậy là mừng dữ lắm luôn rồi. Là cô cũng có cái phước lớn lắm mới có được gặp mấy cưng vậy nè. Dạ. Bao nhiêu khổ rồi giờ cô có trâu qua hết à. Cô khổ hồi từ nhỏ tới lớn luôn, bây giờ cô mới được thấy vậy, con cũng được thanh nhàn á. Dạ. Con cũng thấy vui vui. Đây nha cô. Cô bác quý anh chị bây giờ cũng gần giờ nghỉ rồi. Mà hôm nay thì thấy được ở đây là cái mặt dựng của cái am nè. Đó. Xong rồi hả anh? Xong chưa anh? Xong rồi nay. Xong rồi hả? Khỏe không? Dạ. Làm nhiệt tình quá. Rồi bây giờ nghỉ luôn hả Thành? Dạ em nghỉ luôn anh. Ừ, ngày mai mình làm tiếp. Bơm cát hồi nào Thành? Mới bơm hồi sáng anh. Bây giờ mình xây tường đây tới đó là kịp không Thành? Kịp để mà mình ấy lên không? Tường Phật lên không? Chắc kịp anh, tranh thủ kịp anh. Thấy mấy anh em làm giờ này cơ vất vả quá. Ủa mà làm buổi đứng mà làm tới giờ này luôn hả Thành? Dạ buổi đứng chỗ này bơm cát rồi làm trễ. Ê Thành, anh có Mạnh Thường Quân có góp ý á, là mai mốt em xây cái bồn cầu cho nhà vệ sinh đó. Dạ. Thì em làm cái để ngồi ấy, bằng cao á biết không? Dạ bằng cao anh. Bằng cao. Đấy, tại vì nếu như mà thấp thì sau này cô bị tê chân á. Dạ. Cái nó bất tiện. Ha. Cho cổ cái luôn cái phần của cô Mười luôn. Cái đó bồn đó mình mua gắn anh. Trời sau này anh sợ cái, dạ. Cô Hai Vui cái tiết kiệm cái để cái bồn thấp nữa. Rồi hôm nay thì thấy cái hình em quá rồi nè. Thấy vui vui quá rồi đó. À mình lên tới đây cái mình đổ đà cái ở trên này cái hành. Dạ. Đổ một cái. Mình đục đó đổ đà. Giống như bên đây. Dạ. Ngày mai mình xây chừng một buổi nữa xong chứ gì? Dạ. Dạ chứ khi nào mình lập tôn Thành? 29 lập anh. 29 lập luôn ha. Lập là mình bữa đó là mình thượng Phật luôn. Dạ chắc là lập trong cái cô thượng Phật luôn đó. Ừ. Đẹp quá, mừng ghê á.
cũng được có cái sư cô Như Thiện mà có được cái am mà nó như thế này á, là cũng là nhờ sự giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho sư cô. Hôm nay thì gặp hôm nay đến đây chỉ ghé xem cái công trình như thế nào thôi, nhưng mà thấy được khang trang như thế này thấy mừng và xin cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều. Buổi hồ chủ ý muốn quay lại một cái clip ngắn này cho cô bác quý anh chị xem để biết trong cái quá trình xây dựng am của sư cô đã như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại vào chắc khoảng ngày 29 sau khi thượng Phật lên thì buổi hồ sẽ quay một lần nữa. Hôm nay thấy cô thấy cái am của mình xây gạch lên thấy có hình hình một cái ấy am khang trang nhìn thấy vui ghê cô. Nó muốn thành rồi ha. Dạ. Vui quá. Cái phần này nè cô bác quý chị, phần tường của cái am cũ của cô á thì cô sẽ đập ra để làm một cái đường đi. Dạ. Thông báo với cô bác quý anh chị luôn là ngày 29 âm lịch. Tháng 9 thì sư cô Như Thiện sẽ thượng an vị Phật ở trong cái am mới này. Thì mạnh thường quân mà có biết thông tin này thì có thể đến để mà an vị với cô, vui vẻ với cô nha. Dạ rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Cô mời sao rồi, mệt không? Mệt chá. Vui không? Vui mà mệt quá. Sao mệt, có nhà mới mà mệt gì? Chứ mà không mệt. Chứ kéo mà... gạch nội kia rồi mệt thế bà. Ồ vậy là cô mời kéo gạch rồi luôn. Ừ chắc gạch tiếp đó. Rồi phụ hồ này kia đồ sách đồ tiếp. Trời. Rồi là... cát đồ vô xô đá đồ đặng cho người ta ginh lên ta đổ. Mình chỉ là xúc vô thôi. À, làm vậy có tiền không? Tiền bạc vậy bằng phụ rồi tiền ăn cơm à. Ăn cơm à. Mà thấy mấy ngày nay cười quá vui rồi. Ngày mai mốt có nhà mới rồi có mời Bùi Hồ với Phong Bụi ăn cơm không? Có chứ. Có hả? Chừng nào xong biết chứ giờ chưa biết. Giờ chưa biết. Tại vì bên đây mắc mận bên đây chừng nào rồi mới tới anh đó. Ừ. Đó nhà nhỏ mà. Yeah. Vui ha. Vui rồi. Bữa nay bơm cát mới vui chứ hổm quá trời gớm luôn. Chồng bá ra rồi lúc cấy. Rồi thôi. Rồi chào mọi người, cái cô mời. Chào chào khán giả.